bữa nay mấy anh em công đoàn lâu lắm rồi mới gặp lại nè. Ủa mà sao ít quá vậy ta? Kêu quay rồi đâu mất hết trơn rồi. Mẹ ơi, trơn không đây? Đây là ghe muối nha cả nhà. À mấy anh em đang xúc muối dưới này nè. Đây mấy anh em đang xúc muối nè. Đợt này muối nó trắng hơn hả mấy anh ha? Đúng rồi, nãy mới thấy đi vẫy tay nè. Đi mấy bữa mới ghé lần một. Chú cái này muối ở đâu vậy chú? Muối Ấn Độ. Chứ không phải muối Bạc Liêu. Ngộ quá, từ đây qua tới Ấn Độ chở muối về, nghĩ sao vậy? Ra về thành phố rồi mình lên mình lấy. Trời ơi. Trời ơi. Ấn Độ cũng có muối nữa, nó sa mạc mà nó cũng có muối nữa, phải nghĩ sao vậy không biết nữa. Ấn Độ nó sa mạc không à. Nó là muối người ta muối Ấn Độ cho nên về đó. Nó người ta nắng với cát không mà nghĩ sao mà có muối nữa, nó biển đâu vậy? Ở ngoài nó đem vô nó muối Ấn Độ thì mình hay muối Ấn Độ chứ mình có biết đâu. Thôi bây giờ biết ở đây là mình muối An Giang đi. À, muối An Giang đi. Đó vậy đó, cho nó thực tế đi. À, về nhà của Quang là của Quang à, đúng rồi đó. Lâu lắm rồi cả nhà, lâu lắm rồi mình mới gặp lại mấy anh em công đoàn làm muối nè. Bây giờ thì mấy anh em cũng đang đây, một số thì mấy anh đã lại xúc vô bao, còn một số thì nãy mấy anh kia là chạy chở đi về kho, về lò sấy hay gì đó. Mình đem về mình sấy nhuyễn ra hả mấy anh? Làm muối bọt. Làm lại muối bọt đó. Một bao vậy là một giả ha? 50kg. À 50kg. Bao là 50kg. Tính ký chứ không có tính giả cả nhà ơi. Tính ký. Giờ tính ký vậy dễ hơn. Ở đây là sông ông trưởng nè cả nhà. Đó, trên dòng sông ông trưởng này thì cũng có nhiều ghe thuyền đồ qua lại, xà lan đồ qua lại. Đây, chiếc ghe bầu này quá bự luôn đó nè. Mùa này thì cũng ở khu vực ở nơi đây thì cũng đang mùa lúa cả nhà ơi. Anh em cũng bà con mình cũng thu hoạch lúa, cắt lúa rất là nhiều rồi, rất là nhiều lúa rồi. Mình cũng chưa có sắp xếp được thời gian để mà đi quay mấy anh em công đoàn dắt lúa cho cả nhà xem. Thì hôm nay thì cũng có ghe muối nè. Lâu lâu vậy cứ một đôi tháng vậy đó thì có ghe muối về. Thì mấy anh em công đoàn trở lại đằng xuống muối rồi là giác muối để cho chuyển về lò sấy để mà làm muối bọt đó cả nhà. Cho nên là hôm nay thì cũng tiện đây mình cũng ghi lại một clip, một video muối cho cả nhà xem nè. Đó, cái ghe này thiệt là bự luôn, không biết nhiêu tấn nữa, quá trời bự luôn. Cái này là mấy anh em ở đây là ghe 80 tấn anh. 80 tấn nhưng mà chở đâu có đầy tới 80 tấn đâu. À vậy hả? Hôm qua tại em đi quay ở tuốt ở bên Cần Thơ á, mà không có nhà cho nên không biết. Vậy là làm tuần qua nay luôn. Chở. Coi như mình chở là chở đầy luôn á ha. Đây còn ghe này, ghe bán lò này cả nhà. Lò chụm củi á. Tại vì một cái lò là rất là nặng cho nên là phải chở bằng ghe, bằng xe chứ còn không có thể nào vận chuyển bằng đường bộ. Cũng như là mình
mua vài ba cái chở đi bán được, ở nhà nó nặng lắm, cái bếp lò này nặng lắm, lò đốt nặng. Trơn lắm nha. Hết số rồi. Đó, cái phồn quá. Mấy lần trước ghe muối mình về đó là muối nó đen hơn ha. Dạ, muối Bạc Liêu thì mới ngon đó, nó đậm đà lắm. Nhìn cái màu thì nó xấu nhưng mà nó cái độ mặn nó rất là cao. Nhưng làm nghề muối này chắc da chắc thịt. Làm mà hồi mới đầu mình làm nó có bị sót không anh? Không, không, muối đâu sót. À vậy đó ha, mình vậy hồi em nghĩ. Nhưng mà nó đặc biệt nhất ha, chỉ có một kẻ là vô nó làm đó. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy hả? Ngộ quá ha. Mày nghĩ đúng rồi. Còn vô nó thì lại hoài. Ngộ ha. Dù về mình sát khuẩn mình làm kiểu gì cũng không lành luôn. Mà chị nghĩ là nó hết à? À nghĩ thì hết. Nghĩ là nó hết à. À. Chứ muối nó mặn mà trời ơi, vô nó sót chứ. Vậy đó không sót. Không, nói chuyện cái mình có cái vết thương một ghẻ rồi đó. À đúng rồi, nó vô nó gác lắm à. Nó gác dữ lắm, chịu sao nổi. Trời ơi, vậy là ghe muối tượng qua nay. Bởi vậy hãy sáng ra nhìn thấy xe đậu trước nhà nhiều là biết rồi. Chút nữa nó về nhóc cho chị quay. Dạ. Có hôm qua đi sớm quá, hôm qua đi quay tuốt bên Cần Thơ rồi cái đi sớm quá thành ra không thấy xe. Đi qua làm với cái xe. Dạ. Qua ghe vậy trên đó. Dạ. Vậy là công đoàn mình, cái đội của mình là làm muối không anh? Dạ. Mai cái giác ở trong chỗ bên xếp lò bên đó, trang chợ lớn ngang bên đó. Dạ dạ. Ở bển có cái chợ nhỏ bên đó. Không không, trong cái đò ngang bển luôn á. À. Trang mấy xếp lò. Dạ dạ. Rồi đi chợ về rồi. Chợ về rồi. Chết luôn. Bữa nay cho bảy lên YouTube luôn á. Bây giờ bắt cá mắt trên cây nha. Có bà đó, cây muối bà đó. Mai, mai lên chưa? Chị làm chút gì mai lên không? Thì để coi coi, lát nữa về lấy qua làm luôn. Con bảy về dưới không nói rồi, cây muối tôi lên tới An Giang rồi có lên YouTube rồi. À, có lên TV luôn ha. Ờ, TV rồi chứ. An Giang là tôi ở Giang rồi, khỏi Trời ơi, coi ông chó ổng mừng kìa, thấy cưng không? Chú hồi mới đầu mới nuôi nó lóc chóc có khi nào gớn xong không? 3-4 quận. Giờ biết rồi ha. Giờ biết hết gớn rồi ha. Cắt lửa đi 11 giờ. Rồi rồi sao? Bắt nó lên hả? Vớt nó lên. Trời đất ơi. Giờ quen rồi ha. Mà chó nó bơi giỏi mà. Mà đi mà thấy thì ta vớt được, còn ta không thấy ổng nổi còn nhỏ á. Dạ. Nuôi lâu chưa chú? Gần cả năm rồi. Dạ giờ biết rồi. Không thấy về ổng mừng cái thứ thương không? À, ghe muối về thì thường ở cái bến này cho nên là cũng lên muối ở đây. À, cái bến bên đây hồi kỳ bị gì nó cũng sạt quá với lại ngay ống nước à, cho nên là không có lên muối ngay cái bến bên đó được à, phải lên đây bên đó ngay ống nước thì có lần nó cũng bị bể ống nước đó. Nói chuyện chứ nãy giờ của mấy anh xúc chưa được quá trời. hồi cấp trước là 2-3 xe luôn ha, 2-3 xe chở luôn, bữa nay chuyển bớt rồi cho nên là không có, coi như hôm qua chuyển bớt rồi phải không, nay còn ít thì có xe, giờ có xe vận chuyển nè. Nãy giờ quay mà anh xúc muối, mới vừa xúc xong lên hút thuốc đó, mới tức thời này là mới lên.
bây giờ hồi nãy thì mấy anh cũng cái tốp nào ở lại xúc muối thì xúc rồi, bây giờ xe trở lại thì mấy anh cũng cái số mấy anh đi vận chuyển muối thì bây giờ quay trở về là giác nè cả nhà. Ở miền Tây là như vậy đấy cả nhà, ở vùng quê là như vậy đó, công việc của mấy anh cũng khá là nặng nhọc, vác muối cũng vậy mà vác lúa cũng vậy, nhưng vác muối thì nhẹ hơn nha cả nhà, vác muối chỉ có một bao 50 kg thôi, còn vác lúa thì một bao phải trên 60 kg, mà vác có người vác lần 2 bao. Dạ thì cứ vác khi nào cho đến hết cái số muối hoặc là vác đến hết cái số lúa mà nơi đó đã thu hoạch xong thì thôi. Cho nên là công việc ở đây thì bà con mình cũng vất vả như vậy đó, nặng nhọc, nhưng biết làm sao giờ, cuộc sống mà. Nhưng mà rồi công việc nào cũng quen với công việc đó cả nhà ơi. Như hồi nãy hỏi thăm nói chuyện với mấy anh đó thì là muối tuy là mặn, nhưng mình nói đến muối thì ai cũng nghĩ là nó sẽ sót, sẽ rác. Nhưng thực tế ra thì mấy anh nói làm nó quen rồi thì cũng không có sót nữa. Dạ, trừ có khi nào có một cái vết thương nào nhỏ nào đó ở chân hay là trên người thì là có tiếp xúc với muối này thì là mới bị sót, bị rác thôi. Còn nếu không thì làm riết rồi cũng quen đó cả nhà. Đó, có anh thì cũng không có mặc áo nào, cũng ở trần, cũng giác vậy đó. Ghe muối về bến này từ hôm qua hôm nay, nhưng mà vì Kim đi ghi hình ở xa cho nên ngày hôm qua Kim không biết. Hôm nay trở về thì Kim nhìn thấy ghe muối vẫn còn, bởi vì là ghe trọng tải nhiều đó cả nhà, ghe lớn 80 tấn lận, cho nên là phải chuyển 2 ngày mới hết cái số muối này về lò sấy, về lò để mình làm thành muối bọt đó cả nhà. Đây là muối hộp này về nhà, mang về lò người ta sẽ làm thành cái muối muối bọt, rồi mới đóng túi mới bán cho ra những cái quầy tạp hóa mình đi chợ mình mua đó. Ghe này thì trọng tải tới 80 tấn lần nha, vì vậy mà rất là nhiều, mấy anh cũng chuyển từ hôm qua hôm nay, bữa nay nữa thì là mới xong cả nhà. Để Kim sắp xếp được thời gian nha, rồi hoặc là gặp được mấy anh em công đoàn vác lúa nữa thì Kim sẽ đến ghi hình cái cảnh vác lúa nữa. Vác lúa thì đông lắm cả nhà, vác lúa thì mấy anh em tới 20-30 người lận, rất là đông bởi vì số lúa nhiều đó, hàng mấy chục tấn, cả 100 tấn, cho nên là mấy anh em vác rất là đông, chuyển cho kịp con nước. Dạ, đông như vậy để chuyển xuống ghe cho kịp con nước mà ghe lui ra để rồi về lò sấy để sấy số lúa đó, cho nên là công đoàn vác lúa thì mấy anh em sẽ đông hơn mấy anh em công đoàn muối. Dạ. Còn vấn đề công đoàn thì từ trước tới nay thì Kim ghi hình Kim cũng nói vấn đề vì sao có tên là công đoàn, không gọi là bốc xếp hay là bốc vác gì đó giống như ở những nơi khác thường gọi, mà ở vùng quê miền Tây này gọi là công đoàn. Bởi vì cả nhà nhìn thấy nè, như cả nhà nhìn thấy từ ở dưới ghe lên thì mình đi trên cái đoàn bằng cái tấm dáng này nè. Thì khi mà mấy anh em đi thì là cái đoàn đó nó sẽ cong. Dạ. Đó, nó nhịp nhàng, nó cong nè. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Nó cong như vậy nè. Cho nên mới gọi là công đoàn. Đoàn chứ không phải là đoàn nha cả nhà. Công đoàn. Dạ. Vì vậy mà mới có tên gọi là công đoàn. Thì nôm na là giải thích chỉ là đơn giản vậy thôi. Và từ đó là có cái tên gọi là công đoàn luôn cả nhà ơi. Theo như giải thích như vậy thì bà con mình cảm thấy có chấp nhận được hay không thì Kim không biết nha. Nhưng mà dù sao đi nữa cũng là một cái danh từ gọi rất là dễ thương của mấy anh em làm việc ở đây ha cả nhà ha. Đây là dòng sông Ông Chưởng nha. Kim không biết bắt nguồn từ đâu và cuối nguồn là từ đâu. Kim không biết nhưng chỉ thấy cái dòng sông lúc nào cũng phẳng lặng, êm đềm như thế này.
Dạ. À, thời điểm này là nước vẫn còn đầy nè. À, chút xíu nữa nước ròng đi, bởi vì thời gian này nước cũng kém lắm cả nhà. À, chỉ như vậy rồi là ròng thôi chứ không có đầy hơn nữa. Việc thì vất vả nặng nhọc và cũng xót như vậy đó cả nhà, nhưng mà cuộc sống thì thôi phải chịu thôi, công việc. Nếu ai cũng chọn công việc nhẹ nhàng, công việc sạch sẽ thì những công việc như thế này ai làm ha cả nhà ha. Kim cũng muốn ghi hình, tuy rằng khung cảnh nó không đẹp, cũng không có gì nhộn nhịp, không có gì đẹp, nhưng mà Kim vẫn ghi những nét của quê hương mình, từng công việc cũng như là thu hoạch lúa, cắt lúa hay là giác muối, dạ, hoặc là những ghe thuyền, những chiếc đò. Kim muốn ghi lại những cái nét của quê hương mình, của miền Tây, để gửi đến cho bà con xem. Chứ những hình ảnh này thì không phải nơi nào cũng có ạ. Dạ, chỉ có những nơi, những bến cảng thì mới có công nhân bốc xếp. Hoặc là những công việc gì ở nơi chợ đầu mối hay gì đó thì là mới có những công việc như thế này thì bà con mình mới nhìn thấy được. Còn như những ở ngay trung tâm phố thị thì khung cảnh này cũng hiếm hoi cả nhà ha. Khi mà ghi hình những hình ảnh này đưa lên chỉ muốn là mọi người nhìn thấy công việc của ở vùng quê, nặng nhọc vất vả để mà có để trang trải trong cuộc sống, thì có mỗi công việc khác nhau, mà đặc biệt là chỉ có những công việc nặng nhọc như vậy thôi, chứ còn ngoài ra muốn khác hơn nữa thì cũng không có cả nhà. Như rồi là đào mương cuốc đất hay là bóc xếp như vậy thì là có nè, thường xuyên nè. Thì cũng mong tất cả bà con mình xem những cái clip của quê hương mình, của người dân miền Tây sinh sống, thì có sự đồng cảm, dạ, có sự thông cảm ha. Rồi, ghe muối chuyển đi đã đầy rồi nè cả nhà. Nó bột mua thiết không mà mở dụng nhằn nhằn đó, thấy một đống lộn đó. Trời. Bye, alo. Bye. Hẹn gặp lại nha, bye đi rồi bye về nha. Việc nào cũng vậy, cũng phải có hồi kết thúc cô chú anh chị ha. Thì ghi hình nãy giờ thì Kim cũng ghi hình từng từng nét, từng công việc, từng khâu cho cả nhà xem rồi. Thôi thì có lẽ Kim cũng xin tạm dừng video của mình ở đây nha. Kim cũng đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống. Thôi thì Kim cũng xin tạm dừng video của mình ở đây. Rất cảm ơn cô chú anh chị suốt thời gian qua đã luôn yêu mến, đồng hành và ủng hộ kênh Ấm Áp Miền Tây. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau nha. Xin chúc tất cả anh em mình thật nhiều sức khỏe ha. Công việc được suôn sẻ thuận lợi nha. Nhớ đăng ký, giùm chị like. Dạ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.